Người ta hay bảo là đầu tư cho một trải nghiệm tốt là một khoản đầu tư mà các bạn không bao giờ nên tiếc. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn một khoản đầu tư không cần liều nhưng vẫn mang lại nhiều lợi ích cho các bạn. Chỉ cần có trong tay 4 triệu là các bạn đã có một cuộc giao dịch đầu tư đầy chất lượng, cụ thể là cho chiếc màn hình ViewSonic VX2779 HD Pro này. Lý do là gì thì hãy xem hết video này nhé. Không phải người chơi hệ có da có thịt, bởi vì chiếc màn hình này được bao phủ bởi viền mỏng đầy tinh tế. Nếu mà để nói về gaming thì phải thú thật là mình cảm nhận là chiếc màn hình này nó không phải thiên hướng kiểu mạnh mẽ hay là hầm hố như các đối thủ trong phân khúc đâu, mà nó sẽ có thiết kế theo kiểu hướng là nhẹ nhàng, thanh lịch và tối giản hơn. Phần chân đế là kiểu một hình tam giác mỏng, nó sẽ không chiếm quá nhiều diện tích của các bạn đâu. Màn hình ViewSonic VX2779 HD Pro này thì chỉ có thể ngả nghiêng trong một khoảng nhất định thôi. Nếu mà muốn thì các bạn có thể sử dụng những cái giá treo màn hình tiêu chuẩn VESA thì mình sẽ để hình ở đây để các bạn có thể nhìn thấy nhé. Điểm qua một chút về thông số cơ bản của em nó nhé. Chúng mình có màn hình 27 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, tần số quét 180Hz và thời gian phản hồi 1ms. Nghe đến đây thì sẽ có một cái sự thật mà phải nói đi nói lại là anh em mà nhìn thấy thông số màn hình 27 inch cùng độ phân giải Full HD là kiểu gì cũng sẽ nghĩ là chơi game nó sẽ bị răng cưa đúng không? Nhưng mà phải khẳng định đấy là bây giờ các game nó khử răng cưa hết rồi. Khi mà chúng ta điểm qua cái thông số cơ bản của em nó thì chắc chắn là tần số quét và thời gian phản hồi chính là điểm sáng của em ViewSonic VX2779 HD Pro này. Nếu như mà tần số quét 180Hz mà giá lại gần 4 triệu thì chắc chắn là nó đã nhỉnh hơn rất nhiều so với các đối thủ khác cùng phân khúc rồi. 180Hz thì các bạn cứ thoải mái chiến mọi tựa game, từ các game có cấu hình nhẹ đến các tựa game AAA như là Cyberpunk này, God of War thì đều khá là mượt mà, kết hợp với thời gian phản hồi 1ms nữa. 1ms thì quá là quen thuộc rồi, đẩy lùi được phần lớn cái hiện tượng lưu ảnh trên màn hình khi mà chơi game của mình đấy. Tổng kết lại cho chiếc màn hình 180Hz mà giá chỉ gần 4 triệu, các bạn thấy khoản đầu tư mình gợi ý nó có xứng đáng không? Hãy để lại comment bên dưới để mình biết nhé. Và sản phẩm này hiện tại đang có sẵn trên website và tất cả các showroom của Hacom trên toàn quốc. Nếu các bạn cần sản phẩm gì, hãy liên hệ với Hacom ngay nhé. Còn bây giờ thì bye bye!